lôi nước lõm chõm luôn. Tráng luôn. Quá học luôn rồi. Okay, nước ngập thế này luôn. Vậy đi mát mẻ vợ con gì ở ngoài giống con cá sấu vậy. Chỗ cảnh này em ra lội nước nha. Đi chạy xe vô không được luôn, đi bỏ vô luôn thấy không? Có ai như tụi mình đâu. Em thấy anh hy sinh gì vì cuộc hò hẹn này không? Vì được gặp em một người xinh đẹp. Vì anh ngồi kể với em anh hả? Anh yêu, không anh nói chuyện đời mà. Mày làm cái tay làm gì vậy? Làm lỗ. Gì? Nè. Dạ. Yeah. Tự nhiên. Ồ trời nó ngủ ngon lắm nha. Ngon dữ lắm. Ngủ là gì? Vậy em nổi luôn á. Sao vậy em nổi? Bệnh. Người kêu anh vô lẻ vô ngồi nhìn em vậy đó hả? Làm gì vậy? Ở Dũng hả? Con mèo nó ngủ thấy cưng quá. Bỏ ăn bên để hồi người ta dặn nè. Con gùi nó làm gì nè. Anh nằm ăn đi. Con gùi thường thường ăn cái gì? Hả? Ăn cái gì? Em đâu biết đâu. Về ăn gì? Vậy đó hả? Chứ em muốn anh nằm sao? Nằm ngửa lên. Kêu anh nằm ngửa. Em kêu anh nằm ngửa chứ không phải kêu anh nằm. Vậy em dễ không? Chút nó bán cái gì đó quá trời luôn. Bán cái gì? Nó bán cái gì nhóc luôn à. Anh đâu có thấy gì đâu. Lại rồi. Anh chỉ chăm chú vô chạy giết lại gặp em thôi, cho nó quan tâm gì nữa. Không ai quan tâm. Gặp em mà đi vô trước đây bây giờ ha, bài đặt lúc trước nằm chờ em, còn bây giờ để cho em chờ được không ha. Em nhà gần anh nhà xa, anh đi về trời bảo. Con gì nó kêu rồi? Cờ hó. Cờ hó là cái gì? Không biết. Nghe tao đồn. Ai làm gì nhớ con móc quay á. Móc đó nó đụng hố người ta qua tay qua tô lôi. Bàn tay này sao ta? Chứ cái gì? Không phải. Chứ gì nữa? Sáng cử, trưa cử, chiều to, chiều cử. Xinh hơn thì quỳ lại. Xinh gì? Ừ. có lần nào quỳ lại đâu. Lát nữa anh quỳ lại em sẽ cho phải không? Không, cho gì? Xinh gì? Có thì cho, không có lấy cái gì có, cho. Có, anh biết em có. Em thấy không có cái gì để anh xin hết trơn á. Ủa, vui. Vui. Có hết trơn à. Buồn ngủ à. Kiếm cái gì đó ăn để buồn ngủ thôi. Không mua gì chứ, lấy gì đâu ăn. Hả? Có cái gì nhà làm được thì làm. Món gì nhà làm á hả? Ừ. Có sẵn thì làm, không có đồ sẵn lấy gì làm. Thì bởi vậy giờ lụm lặt coi có gì đâu làm.
không phải làm nhiệt tình đâu, là có đồ ăn thôi, không nhiệt tình là không có đồ ăn. Tự chế rồi ha. Mở treo gì đó, mở treo gì đó. Mở treo để mèo nhịn đói. Thì đó. Cái gì cắm treo để heo nhịn đói. Không, ta nói là thường thường là mở treo để mèo nhịn đói. Cắm treo để heo nhịn đói. Giờ anh chỉ tưởng tượng thôi. Được vô nhà em. Vô nhà em cái trời mưa này nó ấm áp luôn. Đợi gì vô nhà đâu, ấm bằng đây. Đây nó không ấm bằng đâu. Sao không? Ở về nhà còn là mắc cái gì? Hồi hộp. Có. Không có tự nhiên. Ở đây không có hồi hộp phải không? Ừ. Vậy vậy thoải mái rồi, tự nhiên. Ở đây không muốn về nhà. Vậy ở đây đi. Không ở đây à. Chứ ở đâu? Thì đang ở đây đó. Nói được cái mỏ không à? Nói em làm coi. Anh không biết em làm cho anh coi coi. À. Đây. Giờ em chỉ anh đi. Em chỉ anh làm đi. Thôi giờ anh hồi nãy có ngủ được miếng nào chưa? Chưa. Không có ngủ đâu nè. Không. Cũng nhắm mắt để đó con. Ngắm vậy thôi, ngủ được. Dạ, vậy thôi anh làm em chỉ. Ừ.